Nước nào? Nước nước, nước nào? Nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Nói cho rõ cái nào. Dạ. 2, 3. Nước nào là nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Ôi mệt quá. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào em. Chào quý khán giả. Dạ, em tên là Đỗ Văn Thọ, hiện nay em 27 tuổi. Em đang kinh doanh tại nhà. Thọ 27 tuổi, kinh doanh tại nhà. Chưa biết kinh doanh gì. Và mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và chào quý vị khán giả. Rồi, chào bạn. Bạn tư giới thiệu về em. Em tên là Bảo Ngọc, năm nay em 23 tuổi. Ngọc đang làm gì? Dạ, em là nhân viên sale. Bên kia là kinh doanh tại nhà. Dạ. Bây giờ mình nói cho bạn gái biết mình kinh doanh cái gì nào. Dạ, hiện tại giờ em đang kinh doanh vấn đề trang trí nội thất ạ. Trang trí nội thất, ngoại thất. Trang trí gì? Nhà cửa đấy ạ. Như là một chất tường sơn nước ạ. Dạ. Rồi gì nữa? Tư vấn cho người ta sử dụng hàng tốt hơn. Mà em là... Em là chủ luôn ạ. Chủ luôn hả? Một ông chủ trẻ tuổi như vậy, cũng đẹp trai. Dạ. Cao ráo, ưa nhìn. Sao mình chưa có người yêu mà lên đây ngồi? Thực ra thì em cũng từng trải qua hai mối tình. Cách đây khoảng cỡ được 3 năm rồi. Từ 2012, em yêu cô bạn được 5. Thế là do hai người không hiểu nhau rồi đâm ra chia tay. Không hiểu rồi, không hiểu vấn đề gì. Em thì quen để tiến tới hôn nhân. Còn bạn ấy thì chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân. Giờ hỏi bạn gái là mình đã tính đến chuyện hôn nhân chưa? Dạ, khoảng 2 năm nữa rồi chị. 2 năm nữa, bên kia 2 năm nữa được không? Thọ. Dạ được ạ. 2 năm nữa là phù hợp ha. Mình giới thiệu một chút về mình, ưu điểm, khuyết điểm của bạn. Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng và nhiệt tình với công việc. Khuyết điểm của em đó là nóng tính, sự thẳng thắn nữa. Nhiều khi em thẳng thắn quá là người ta mất lòng. Với lại nhiều khi em bực bội chuyện gì ấy, em nói nhiều để có người nghe. Có nghĩa là mình bực mình nói, mình cần có một cái người nghe. Dạ, em cần xả chết, có người nghe. Từ trước giờ có ai nghe chưa? Dạ. Dạ, có rồi chị. Nghe xong mới được mấy 6 tháng ta bỏ chạy trơn. Thế mối tình đó là cách đây bao lâu rồi? Dạ, cách đây cũng 2 năm, 3 năm. Nhưng mà chẳng lẽ không có ai đeo đuổi mình trong mấy năm qua sao? Dạ, cũng có nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không tìm hiểu mà. Tại sao không phù hợp? Em nhìn thấy người đó không gọn gàng sạch sẽ là em không thích rồi. Bạn thích người đàn ông như thế nào? Gọn gàng sạch sẽ, vui vẻ, thoải mái, không thích người coi, không thích người keybo keo kiệt, không thích người gia trưởng. Bạn có keybo không? Dạ keybo em không ạ. Có tính toán không? Dạ không ạ. Ai cũng toàn xà láng hết trơn hả? Thì cái gì mình có cái gì đó để mình đầu tư, cái gì đó để mình được của mình thì mình không keybo ạ. Còn cái gì đầu tư cho khác thì keybo? Tùy ạ. Bạn thích mẫu người bạn gái như thế nào? Em thì thích bạn gái là cao 1m55 thôi ạ. Không mập mà không gầy quá, có công việc ổn định ạ. Đơn giản vậy. Đơn giản ạ. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Nói nhiều với hai càm ràm á. Bên trời này em nói nhiều lắm anh ơi. Đó, sợ chưa? Không sợ ạ. Em cũng hung dữ lắm á anh. Anh cũng dữ mà. Ủa quê em ở đâu Thọ? Dạ em quê ở tỉnh Hà Nam ạ. Hà gì? Hà Nam ạ. Hà Nam. Bạn ở nước nào hay nước Lào? Bây giờ nói thử coi. Nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Nói cho rõ cái nào. Dạ. 2, 3. Nước nào là nước nào? Nước nào là nước Lào? Nước nào là nước nào? Ôi mệt quá. Rồi thôi. Thôi nước nào kể nó đi. Ngại quá. Bây giờ lấy vợ xong ở đâu nè? Ở chung với bố mẹ chị ạ. Bố mẹ ở đâu? Em ở quận Bình Tân ạ. Làm dâu có ngại gì không? Cũng được chị. Em ở Biên Hòa nhưng mà chỉ sợ anh từ Sài Gòn chạy xuống hơi xa đó anh. Qua tuần nó chạy xuống em 2 lần. Và cuối tuần em không có được nghỉ đâu anh ơi. Em đi làm mà nghỉ ngày thường không à. Thì cố gắng anh sắp xếp qua em. Anh làm chủ mà, lo gì. Họ có bao nhiêu nhân viên? Em được hai người làm với một kế toán. Trời đông quá ha. Thì đông rồi. Được rồi. Nam hát bài nước Lào đi. Dạ, hôm nay đến đây thì em gửi tặng bạn nữ với cả khán giả bài hát Đừng Xa Giấc Mơ. Đêm nay thời gian đứng yên lắng đông, cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giá từ, vì đường xa ướt mưa. Có hồn ghê luôn. Được, được, được. May nó không có từ L. Thực ra thì lúc rảnh rỗi em có đi hát phòng trà. Dạ. Hát phòng trà luôn hả? Phòng trà ở đâu vậy? Quá dữ không, luôn. Buổi tối thôi chị ạ. Còn em đi hát, em làm hát nhạc Trịnh không à? Hát Trịnh thôi, giờ hát câu nhạc Trịnh coi. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi phương nhật nguyệt,
rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Tóm lại bạn bên đây có một tâm hồn nghệ sĩ, vừa kinh doanh một tâm hồn nghệ sĩ, không có cao có cũng không keyboard đâu, sợ trong nhà mình có hai người làm với kế toán, bây giờ có người nữa sale là đủ luôn. Dạ được ạ. Dạ. Bạn nữ mình đi với ai? Dạ em đi với má với chị em. Đâu? Dạ. Linh và chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả. Gia đình em thì chỉ có hai chị em. Thì nãy giờ em ngồi ở dưới em nghe em trai đây chia sẻ, thật sự thì em thấy là nói năng là lưu loát. Mà em thì cũng là người làm kinh doanh, cho nên là em cũng thích trong gia đình em có những người làm kinh doanh. Thì em thấy em trai là có công việc làm chủ và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, cũng là người miền Bắc. Chị em có một cái là đàn ông là không có được lăng nhăng và là keo kiệt, phải thoải mái, rộng lượng. Em trai đây là em chấm rồi đó. Nhiều khi ta mới có nổ, biết có phải vậy không? Tại vì vàng thật thì không sợ lửa, sau này không thật thì dĩ nhiên thì cái kết quả em cũng sẽ biết. À đúng rồi. Đúng rồi. Bác nói sao, bác thấy sao? Con rể tương lai mình vậy được không? Cô chào hai MC rất là dễ thương mà cô rất là thích. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Và cô chào cháu. Dạ, con chào. Thì cô thấy nói chung là cái ngoại hình thì là cô chấm. Dạ. Nhưng mình chấm cái ngoại hình đó chưa phải là kết quả. Dạ. Còn cái đường mình đi, cái đường con đường hạnh phúc rất là dài. Dạ. Cô chỉ muốn là cháu và con cô mình, dạ, chỉ nhìn nhau một cái ưu điểm thôi. Dạ. Chính cái khuyết điểm mình đừng nhìn, là cô thấy sống được cái cuộc sống hạnh phúc. Dạ. Quá hay. Cái này vô tình là lụm bí kíp rồi đó. Gặp mẹ gặp mấy chị luôn rồi. Không, nhưng mà rồi. Bây giờ mẹ với chị nói vậy thì bạn cũng phải nói câu nào. Dạ, đi. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn bác với chị ạ. Mình nói gì đi. Ờ, nói chung là những điều em nói là sự thật chị ạ. Vâng. Ông chủ hả? Dạ vâng ạ. Chủ nhỏ, chủ nhỏ. Em ở công ty cũng được 2-3 năm rồi. À, mình chuẩn bị để lấy vợ chưa? Rồi bây giờ là sẵn sàng quá rồi chị ạ. Sẵn sàng quá, sẵn sàng quá rồi ạ. Điều gì bạn không thích ở người bạn gái? Ờ, anh mặc nó màu mè quá. Em đang mặc màu nổi lắm anh ơi. Không phải, anh không? Nói là nhờ nhiều màu á, nhiều màu chung bộ quần áo á. Xăm mình nữa. Rồi để mình coi coi bên đây có xăm gì không nha. Dạ cảm ơn chị. Để anh qua anh xem coi thế nào nha. Dạ dạ. Dạ em chào anh. Trời ơi xinh quá. Chào bạn. Dạ. Mình về làm chủ tịch hội quản trị hay tổng giám đốc? Thôi em làm tài chính đi anh. Tài chính thôi đúng không? Dạ. Chứ khỏi còn làm trước kia mệt hả? Giữ tiền. Dạ đúng rồi. À. Em thích giữ tiền lắm. Rồi đúng, cảm ơn em. Người phụ nữ hiện đại. Dạ. Rất là năng động. Anh nhìn sơ qua anh thấy như vậy đó. Dạ. Ha. Cặp này kết hợp là ăn nên làm ra mau giàu lắm nha. Sẽ có gì để tiến xa hơn ha. Nhưng mà về em bổ nhiệm làm gì? Chắc em là làm bên sale á. Em thích làm tài chính nè anh ơi. Ờ thì em làm tài chính, chắc anh làm sale quá. Rồi thôi bây giờ kéo màn lên cho hai bạn trực tiếp phân bổ công việc với nhau nha. 2 phút bắt đầu. Rồi chào dạ, bạn. Chào anh. Vâng. Hôm nay mình có quà tặng mà. Dạ em cảm ơn, em cũng có quà tặng anh. Rồi. Sao mặt đứng hình vậy? Anh có hay thích đi xem phim không anh? Anh thỉnh thoảng cũng đi xem phim với bạn. Dạ. Cảm nhận cô gái như thế nào? Hôm nay em xinh quá. Dạ à? Em cảm ơn. Không em biết mà. Nay nhìn thấy anh cũng rất là đẹp trai. Thôi để, cảm, dạ. Cảm ơn em. Nó nói gì tận đây lòng nhau. Xong mà tí nữa em về Biên Hòa luôn hay sao? Dạ chắc vậy đúng không? Chắc vậy à? Dạ. Mời cả nhà đi ăn cơm luôn đi. Có mẹ, có mấy chị luôn nè. Dạ. Tiệu nữa, tiệu nữa. Mẹ trước đi rồi mời cả nhà chiều nay ăn cơm luôn đi. Dạ. Tiệu nữa anh nhìn nha. Không mời trước đi xong rồi tính sao. Mời trước đi. Ê, tí nữa con mời bác với chị với em đi ăn. Dạ. Dạ em cảm ơn. Con thấy ảnh rung quá là được rồi anh. Không rung được. Không rung. Hình như rung thiệt. Thấy bạn xinh quá. Xinh quá đúng không? Dạ. À, bạn thấy mình sao? Bề ngoài thì em thấy anh là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, đúng là em thích. Còn tính cách thì phải từ từ tìm hiểu mới biết. Dạ. Còn từ em thấy hôm nay thì em xinh đấy, xinh với đúng như người anh tìm đấy. Dạ. Vậy anh? Dạ. Nếu được thì cuối tuần này em xuống Biên Hòa em chơi. Thì ngày em nghỉ thì cố gắng bó sức cho anh. Dạ. Tại vì em sắp xếp công việc thường xuống em. Dạ. Dạ. Một câu gì đó thôi, mỗi người một câu nữa chúng ta sẽ bấm nút. Em bấm chuông không? Không có hỏi câu đó. Câu tỏ tình đi. Ừ. Làm chủ mà sao yếu quá vậy? Chứ cô gái xinh quá rồi hụt quá. Thôi làm gì đâu rung. Bạn xinh quá. Bây giờ nói một câu tỏ tình đi, xinh thì tỏ tình lẹ đi. Rồi anh thích em rồi đó. Thôi hết thời gian. Nè suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị. Đó chưa? Dạ. Bấm nhanh nha, không đếm qua là không bấm là khỏi bấm luôn đó. 1
2 và trời cũng lẹ quá ha. Chúc mừng bạn. Đây gửi tặng các bạn những chiếc vé đầu tiên để chúng ta cùng nắm tay đi xem phim, để có một không gian thật lãng mạn. Và smart i5 đó là cặp loa để các bạn nghe nhạc, tâm sự chia sẻ với nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax tặng cho hai bạn. Cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Cảm giác nắm tay thấy sao? Thấy lạnh quá. Ai lạnh? Em lạnh quá, bạn ấy cũng lạnh nữa. Sướng không? Sướng hay sướng? Sướng ạ. Hả? Sướng ạ. Nói với bác con gì đi, xin phép đi coi phim đi. Cuối tuần này con xin phép bác đưa em đi chơi ạ. Còn Vũ đi ăn nữa đó. Còn Vũ đi ăn. Tôi nữa nha. Dạ. Vợ mời anh Quyền Linh chị Cát Tường luôn ạ. Nay có đem đủ tiền không? Ông chủ mà lo gì, không biết nữa. Chúc hai bạn sớm tìm thấy được hạnh phúc của mình ha. Dạ. Dắt bạn gái bên bờ ha. Báo tin vui cho anh chị nha. Rồi thích người đàn ông cái mông to chị. Như vậy? Dạ nhìn cho quyến rũ chị. Cũng dễ thương, vậy là khởi đầu nó thành công rồi. Dễ thương. Hy vọng ngày hôm nay có sự góp mặt của gia đình bên họ nhà gái thì cái tình yêu sẽ được thăng hoa và nảy nở. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến cặp đôi thứ hai, xem ngày hôm nay họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả Mang? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Chào bạn. Rồi em tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Hương Hiền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ hiện tại em làm kỹ thuật viên cho một công ty thiết bị y tế vậy. Rồi xin mời bạn trai. Xin chào tất cả mọi người và chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em tên là Đặng Văn Bình. Em năm nay 25 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2. Dạ em dạy tin ạ. Hả? Tin học. Em dạy tin học. Tin học hả? Dạ, dạ. Dạy ở trường có nhiều cô giáo xinh lắm. Không làm quen tới đây để làm gì? Tất cả giáo viên trong trường thì đều là lượng tuổi hơn em hết. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên thì mình chả có ai là đối tượng hết. Chưa có bạn gái hả? Dạ không ạ. Là hồi nhỏ đến lớn sinh viên đại học thì mẹ em cứ nói là Mỹ cứ lo mà học đi. Mai kia ra trường làm việc đã rồi từ từ kiếm người yêu được con. Thế là em cứ nghe lời mẹ đến giờ luôn. Chưa có mối tình bắt vai nào? Dạ chưa. Đó, bên đây chưa có mối tình nào đó nha. Nhưng mà quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Huế ạ. Huế, rồi. Em quê ở đâu? Dạ, em ở Củ Chi chị. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi. Em thì nói chung em thấy em hoàn hảo lắm chị. Hoàn hảo lắm. Tại sao lên đây ngồi? Bởi vì em cũng thắc mắc đó chị. Tại vì hồi đó giờ cứ em thích ai cái là người đó không thích em. Gì kỳ vậy? Cái người mà người ta thích em cũng thích lại luôn. Treo ngoè trong ngoảy vậy đó ha. Dạ, cái riết cái em chán quá cái em không muốn gặp ai nữa. Rồi, đó là không có khuyết điểm gì hết. Dạ, ưu điểm của mình là gì? Em biết nấu cơm nè chị. Em biết chăm trẻ con nè. Rồi em biết làm đồ handmade nữa. Nói chung là ai lấy em về chứ sướng lắm. Sướng là sướng sao bạn? Sau này em nghĩ là em sinh mấy con em cũng chăm được á. Hay quá ha, tính kỹ luôn mà muốn sanh mấy đứa. Dạ, nói chung là tùy khả năng rồi chị. Bạn trai bên kia thấy làm sao? Dạ em nghĩ thì em làm nhà nước nên chị hai la đủ thôi ạ. Hiện nay thì ở với ai? Hiện tại đang ở với anh và chị. Ở đâu? Dạ ở quận 12. Nhưng mà sau này lấy vợ thì ở đâu? Ở chung với anh chị luôn à? Dạ không, ba mẹ em để lại cho em nữa. Rồi vậy khỏe. Có nghĩa là nhà đó chia đôi cho hai anh em phải không? Dạ không, ba mẹ em có hai căn. Bây giờ vấn đề chúng ta có sở trường gì để nói cho bạn gái bên kia biết? Sở trường thì em nói là em nghĩ là mình siêng. Siêng là sao anh? Siêng năng hả? Chịu khó, nghe lời. Nghe lời bạn. Nghe lời ai? Dạ tất nhiên thì phải nghe lời vợ vị mẹ đó. Vậy luôn á hả? Dạ. Rồi còn gì nữa? Làm thơ. Làm thơ. Huệ mong Huệ mơ mà làm thơ là hay lắm, làm thử. Dạ, tiện thể đấy thì em cũng gửi tặng mọi người một đoạn thơ do em nghĩ ra. Rắn tê mô rửa của tôi ơi. Tôi đã thương ó thiệt mất rồi. Ó không son phấn, môi không thắm. Chỉ tóc ó dài, chỉ thế thôi. Dịu không? Dạ không chị. Có cần dịch không? Dạ dịch lại đi anh ơi. Đọc lại, đây dịch. Dạ rắn tê mô rửa mà còn nghĩa rắn là ở đâu? Đọc đi tôi dịch ông. Tôi biết dịch. Dạ rắn tê mô rửa của tôi ơi. Ừ là hỏi cái cô bạn gái xinh xinh của tôi đâu rồi?
Tôi đã thương ó thiệt mất rồi. Ờ, anh đã thương em là thật sự đó. Ó không son phấn, môi không thắm. Ờ, ó không có đánh son, nhưng mà cái nên cái môi ó không có đỏ. Chị tóc ó dài chị thế thôi. Ờ, đơn giản tóc của em chỉ dài mà anh rất thích. À, tôi dịch vậy là tôi nâng lên lắm luôn rồi đó nha. Đồng hương đó. Chị Cát Tường ngoài Huế đó, người Huế đó. Ngạc nhiên chưa? Dạ. Cái ảnh ní mà là chứ tê. Thôi trừ thích người bạn gái sao? Thì em không có cao nên em không yêu cầu người phải cao hơn mình. Em cao mấy? Dạ em cái này xấu ạ. Răng lung rửa. Em không thích chi? Dạ không thích về bạn gái thì... Chuyện lạ tôi. Dạ em nghĩ thì... Thì em cũng không có thích những nhuộm tóc đó một cách dữ dội. Nhưng mà anh nghĩ nhuộm tóc bình thường mà nhuộm đẹp mà. Thật sự em cũng thích mà mẹ em cũng thích. Thí dụ giờ em thích mà mẹ em không thích thì sao? Tại vì đa số mẹ em về em không quan điểm nên đa số là giống như những cái em thích mà em đều thích. Làm dâu được không? Bây giờ bạn gái nghe hết rồi đó, bạn cảm nhận thế nào? Làm dâu được không? Làm dâu được chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích người đàn ông thấp, không thích cao cho đẹp. Người tính tình thì em không thích người đàn ông mà lười biếng chị. Thích là em thích người đàn ông có lập trường nè, đừng có nói mà làm nhiều. Rồi thích người đàn ông cái mông to chị. Chứ vậy? Dạ nhìn cho quyến rũ chị. Quyến rũ? Mông to quyến rũ? Ngồi xuống đi. To không to không anh Linh? Sao kỳ vậy? Sao nói lại cái nhu cầu đó coi. Dạ em thích nhìn người đàn ông từ phía sau anh. À. Nhìn ảnh từ phía sau mà cái mông anh không to, cái nhìn không đẹp. Thì rủ bây giờ em gặp một người rất là thương em, chăm sóc cho em đầy đủ điều kiện hết, nhưng mà hơi thấp hơn em thì sao? À, nói chung là em cũng quan trọng vào cái cảm giác ban đầu nữa anh. Ví dụ như chút mà kéo màn lên em nhìn anh đó em thấy thích thì mấy cái đó em mở qua được. Rồi cái này được, cái này được, bảo đảm em nhìn thích. Mình đi có ai đi theo mình không? Dạ có mẹ với lại dì với bạn em chị. Mẹ dì bạn nữa? Dạ. Đâu rồi mẹ dì bạn đâu? Xin dạ chào anh Quyền Linh, xin chào Cát Tường. À chị là mẹ hả? Mẹ. Dạ chị thấy cái anh bệnh sao chị? Nói chung thì cũng được. Có lùn quá không chị? Cũng không đúng yêu cầu của con gái. Vậy sao được chị? Thì nói chung tính tình nói chuyện thì thấy được dễ thương, nói chuyện hiền. Dễ thương mà. Hiền. Rồi cảm ơn cô nhiều. Mình có đi với ai không? Thì em tới với chị đồng nghiệp với em mẹ. Chào dì. Chị thấy cô bên này sao? Thầy cùng sinh. Là phù hợp với cháu mình không? Dạ phù hợp ạ. Dạ. Thôi bây giờ này nè, ở đây người ta nói là ăn thua là nhìn mặt nhau anh Linh. Đúng rồi, ăn thua nhìn mặt cái cảm nhận thôi. Mới được chứ giờ mình có nói quá mà người ta nhìn không được thì cũng như không à. Rồi, kéo màn lên đi. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Em chào anh. Chào, anh chào em. Em có thích chụp hình không? Dạ em thích lắm anh. À, em nghĩ không? Thì à, anh nghĩ thì em chụp hình con, việc con là giống như Photoshop hay là muốn làm đẹp như nào đó là việc của anh ha. À, anh muốn làm Photoshop hả anh? À, ok, tại vì anh dạy tin mà. À, mới bên cạnh đó anh nhìn em xinh rồi, anh nghĩ thì không cần Photoshop hay cái gì đó thì em cũng là xinh rồi. Dạ cảm ơn anh. Lành quá. Quan điểm về tình yêu của anh như thế nào? Anh nghĩ thì tình yêu thì theo anh thì không nên phân biệt. Dạ. Phân biệt là sao anh? Giống như mình, anh nghĩ tình yêu thì không có phân biệt tuổi tác là một này, không phân biệt giàu nghèo hay là không phân biệt giữa cao thấp. Em có thấy cái giọng nói Huế của anh có thấy khó chịu hay là khó nghe không? Anh cảm ơn anh. Thằng gì nói luôn đi. Thực sự đó là bạch lộc Huế. Dạ. Mà khi tuổi thì anh về gì thì tôi nói không biết là còn được bên kia hay là gì đó không, nhưng mà ý là muốn có một tấm lòng nào đó để gửi tặng bạn gái qua cái ăn cái bình lọc, tại vì đó là cái em làm á, là anh làm tự tay anh em làm đó hả? Dạ dạ. Anh nghĩ thì làm cái tuần rồi đó giờ mới đem đi tặng. Dạ không à, mới thực sự là mới nở sống buổi sáng ạ. Buổi sáng em đi gạt thí xong về là nhờ gì hấp dâm ạ. Em có thấy cái
em nghe giọng hiệu của anh em có thể cảm giác giống như mình khó chịu hoặc là khó nghe không? Tại vì hồi đó giờ em chưa có tiếp xúc với cái người Huế nhiều anh nên là em hơi bị khó nghe. Hát tỏ tình bài đi chứ nói người ta khó nghe. Tại vì chắc rúng quả nên thành ra em không có hát được nguyên bài nhưng em sẽ hát đúng rồi. Tặng bạn nữ. Không có thời gian hát nguyên bài đâu. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Lại hát lại, tặng lại. Tặng lại đi em. Dạ, em hát đó hả chị? Ừ. Kệ, dạ, chi bình tĩnh lên. Anh chuẩn bị tinh thần trước nha anh, tại vì em hát hay lắm á. Vỗ tay. Núi núi thuyền thuyền mây mây nước nước. Dạ rồi anh. Dạ hay không anh? Hay không anh? Nói chung bốn cái thứ đó không liên quan gì tới nhau hết trơn á. Vậy là hổng rồi đó. Thôi mình dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Dọn bánh bột lọc ra ăn đi. Chuyện. Em có thích ăn bún bò Huế không? Dạ hả? Dạ em thích ăn anh. Ừ, tại vì anh nấu ăn được. Dạ. Đặc biệt là món bún bò Huế anh cũng nấu được. Nên nếu mà em đồng ý thì anh sẽ trở về nhà anh và anh sẽ thực hiện. Em thấy rằng. Dạ thấy cũng được chị. Thôi, quyết định. 2 phút đã hết. Chúng ta quyết định suy nghĩ thật kỹ xem có đồng ý nhấn nút với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Một giọng nói rất là cảm tình và rất là dễ nhớ, ấn tượng. Nhưng tại sao bạn nữ không bấm? Dạ, như em cũng nói lúc đầu là em quan trọng cái cảm giác ban đầu nữa. Nhưng mà em chưa thấy được cái sự đồng điệu giữa hai người với nhau. Dạ. Nhưng mà em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái món quà này là em tự làm. Thế như em cũng thích chụp hình á, nên là em làm cái cuốn rapbook này. Hy vọng là sau này anh sẽ lưu giữ lại những khoảnh khắc. Anh cảm ơn em. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là món quà sau mắt i5, cặp loa để tặng hai bạn nghe nhạc. Biết đâu qua âm nhạc các bạn sẽ có thể hiểu nhau nhiều hơn. Và biết đâu không thể nói trước điều gì được. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và tìm cho mình một nửa yêu thương.